Sáng nay, Công an quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận và thụ lý điều tra vụ trộm cắp hàng loạt xe máy do một nhóm gồm 4 thanh thiếu niên gây ra. Cụ thể, sau thời gian theo dõi, tổ tuần tra 8394 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu bắt quả tang Nguyễn Trần Quốc Huy, 18 tuổi, Lê Đinh Quốc Toàn, 16 tuổi cùng trú thành phố Đà Nẵng và Phạm Minh Quân, 17 tuổi quê tỉnh Kon Tum đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại một khu nhà trọ trên địa bàn. Qua đấu tranh, cả ba đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp, đồng thời khai nhận thêm một người khác là chủ mưu tên Phạm Văn Trường, 17 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng. Từ tháng 3 năm 2021 đến nay, cả nhóm đã phân công nhau chia nhỏ nhóm thực hiện 11 vụ trộm xe máy, chủ yếu là xe Sirius, Way, Air Black. Sau khi tìm thời cơ thuận lợi, nhóm phân chia nhiệm vụ người cảnh giới, những người còn lại dùng tua vít mở đầu xe. Đấu dây điện để nổ chạy về nơi tập kết là một con hẻm cục vắng vẻ trên địa bàn phường Thọ Quang. Số xe trộm cắp được các đối tượng gửi vào Kon Tum bán cho một đối tượng quen biết trên mạng xã hội, sau đó lấy tiền chia đều cho cả nhóm. Vụ việc đang tiếp tục được đội cảnh sát hình sự công an quận Liên Chiểu làm rõ.